cao, ôi con phố hoa
chiều vắng, dòng sông mát trong lòng vẫn thương tìm nhớ thương đầy đắm say trong áng và trong tình yêu. Con tu hồ hồ lại ta mình đang trôi xa, con tu hồ hồ lại ta giờ xưa đã lùng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quan khách, đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp một vị khách rất là đặc biệt. Ông vừa là người viết nhạc, vừa là người thể hiện một số ca khúc rất là hay như bài Thương về miền Trung, Thần Kinh Thương Nhớ hay bài Phùng Ma Tày. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, ông sẽ thể hiện một ca khúc do chính ông sáng tác. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu, kính mời quý vị quan khách hãy cho một tràng pháo tay thật to để chúng tôi được mời vị khách ấy lên sân khấu.
xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Quang Đại Hội. Kính thưa các đồng chí đại biểu, cho phép tôi được nói tiếng chào rất là ôn tồn cái hoa văn toàn bộ, và tôi cũng xin cảm ơn anh Bảo đã long trọng hết sức giới thiệu tôi. Thật ra tôi chỉ là một hạt lúa trong những đồng ruộng lớn thôi, tôi không biết nói làm sao, nhưng mà xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được phép thể hiện bài hát tôi viết về Phan Rang, đó là Gió Nắng Của Em. Xin mời đăng ái mà Xuân Bảo lên phụ tôi. Yeah.
mưng tăng ro ôn tuồng ra văn la tôi trí mai mơ nạ ta hương ca thả linh con ca tê năm quan cầm thông tặng thu bôn thân ai tài ca xếp ra kỳ tỏ tôi bài ba thang phải rong phải lòm ngăn phải tơ ra bo rắc tình tình Hồ Chí Minh thôn toàn bộ trong hơn. Đến tham dự với buổi giao lưu văn nghệ lễ hội KT Ramuvan hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ. Xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Tăng, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Sinh viên Dân tộc Thiểu số. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phú Văn Hận, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Thanh Vôn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Sinh viên Dân tộc Thiểu số. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Phó trưởng khoa Đông Nam Á, Trường Đại học Mở Bản Công, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Giáo sư John Scan, Hiệu trưởng Trường Đại học Sinh Tôn. Và cùng đại diện của Ban Thời sự Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Phát thanh Tiếng Chăm Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rani không trời vì doa tha là phát lắc ra ôn tường ra tâm lai. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quan khách, trong không khí náo nức vui mừng đón lễ hội truyền thống KT Ramuvan của dân tộc Chăm, chúng tôi xin trân trọng kính mời Tiến sĩ Thành Phần, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Sinh viên Dân tộc Thiểu số lên ôn lại truyền thống và ý nghĩa của lễ hội. Xin trân trọng kính mời ông. Tại vì mình đâu là Tiến sĩ Thành Phần hơn từ lúc dưa. Kính thưa quý vị khách, đại biểu cùng các em sinh viên, lễ hội KT và Ramuvan là hai lễ hội truyền thống được tổ chức thường xuyên hàng năm với quy mô rộng lớn trên toàn khu vực có người Chăm sinh sống. Việc tổ chức lễ hội KT và Ramuvan là nhằm tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối, ông bà và tổ tiên. Đó là sự kế thừa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam nói chung và của dân tộc Chăm nói riêng. Lễ hội KT và Ramuvan cũng là dịp để người Chăm từ khắp mọi miền đất nước trở về đoàn tụ cùng gia đình, làng xóm. Đặc biệt năm nay, lễ hội KT và Ramuvan đồng thời được diễn ra cùng một thời điểm. Vì vậy, càng làm tăng thêm phần ý nghĩa của lễ hội cho cộng đồng người Chăm. Nhất là trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người Chăm càng ngày càng được quan tâm và phát triển đúng mức hơn. Cụ thể, năm vừa qua 2004, lễ hội văn hóa Chăm được diễn ra một cách hoành tráng tại thủ đô Hà Nội, tạo cơ hội cho văn hóa Chăm được giới thiệu đến đông đảo các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước. Để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp này, Trung tâm Bảo trợ Sinh viên Dân tộc Thiểu số và Hội Dân tộc Học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu văn nghệ sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại trường Đại học Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp lễ hội KT và Ramuvan, nhằm giúp nâng cao nhận thức về truyền thống đại đoàn kết dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời gây quỹ học bổng giúp đỡ các em sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó, học tốt, đang gặp khó khăn trong đời sống sinh hoạt và học tập. Sự giúp đỡ của quý cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể và các mạnh thường quân sẽ là niềm khích lệ lớn lao giúp các em vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập với chất lượng ngày càng cao và sớm trở thành những trí thức tương lai hữu ích cho các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các quý cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể và các mạnh thường quân
đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức lễ hội được thành công tốt đẹp. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu đã bỏ thời gian quý báu đến dự buổi lễ hội này. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị công khách, những tiết mục do chính các bạn dàn dựng và biểu diễn là những giọng ca không chuyên, cây nhà lập vườn là chính, nhưng với tinh thần đam mê và lòng đam mê ca hát, chúng tôi hy vọng chương trình giao lưu văn nghệ sẽ mang lại cho quý vị đại biểu những giây phút thư giãn thật bổ ích qua những tiết mục mang đậm đà bản sắc dân tộc văn hóa Champa. Và mở đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị quan khách đến với tiết mục hát múa mừng hội ca tê nhạc A Mi Nhân biên đạo Dương Phú do top nam nữ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Tri điểm đi năm rồi Jose Prantaki tổ tôi về phát thanh về Prong về Lòng ngăn về Terabon rất tiền tìm Hồ Chí Minh thôn toàn vào trong mơ cho nên câu mơ quan hơn và thả Pring on ca tê Ramuwan. Bùng ánh sáng sáng rỡ của những tấm ca lưng biết đến sáng nay làm cho ngày hội ca tê càng trở nên thiêng liêng rực rỡ và hoành tráng hơn. Ca tê sắp bốn, cái tết này tên hết nghe tết thầm rạ bùi ốm bằng tràng rau chi phê choang chi tê ôn ca môn nâng chăm hát vật trời ôn ca bọn ta thẳng chỉ lăng lôi ninh thả bố nha rung rõ tê ra mặt nước tham mê nhân bọn nha dương phu bằng cái tê tha văn trang loại mai Yeah.
Hồ Chí Minh trong trái tim người dân.
trái tim người chân. Các anh tôi nghe, các anh tôi thôi cô sắp đôi, cô sắp đôi. Tôi chừng lên, tôi yêu hai mái tóc gấu. Đã chừng từ chừng thang, băng môi. Thả tố, tiên tâu, lâm ni. Lòng hai cái tay ngạc bùi. Xong hoàn chỉnh, câu thải hoa, băng. Tình người làm đá vang thành tiếng, làm cho đá như có thể nói thành lời, như cất tiếng ca. Thòn đá từ một vật như vô tri ấy, A Minh Nhân với cảm hứng và thiên tài sáng tác của mình đã tạo nên một tiếng đàn đá bất hủ. Liên tục chương trình xin mời quý vị đại biểu cùng quý vị quan khách đến với một sáng tác của nhạc sĩ A Minh Nhân, bài hát Đàn Đá Đêm Nay do Tốt Nam trình bày. Cũng xưa xưa giai điệu mừng mãi.